chơi với mấy em vịt hả? Còn chơi với ông đi chợ với ông đi thu hoạch đi chợ với ông nha. Đi thu hoạch rồi đi chợ với ông đi thu hoạch. Rau ra chợ bán với ông vui nha. Xà lách vào chợ bán nha. Ngoài này các dao luống đây dao còn nhỏ đây. Các luống to này đây rồi đây đây ra đây ra đây rồi đây đây các dao đây đây ngoài này các dao này. Gì con ngồi đó chơi ông hái rau chứ hả, đi bán kiếm tiền gì chứ hả? Thì mua sữa cho con nha hả. Về con đây về ông này dây đây về ông đây về đây đây về nha về nha nha này bán rau ông nha. Xuống. Đi mà mua rau.
Tiền ai, chú con mua đồ cho anh. Đi đâu vậy con? Đi đâu vậy?
Đi đâu không biết. Cộng đem về cho vịt ăn. Nãy giờ đó vậy? Ủa? Phía đâu vậy? Nãy giờ tôi chơi với em á hả? Đâu vậy con? Bạn hả? Tội vậy? Ừ? Không? Dạ, không coi thường ai. Chơi tội với đây. Ừ? Tội vậy? Ừ? Không coi thường ai. Coi thường ai. Anh nằm ngủ vậy à? Thôi dê đi về con, đi dê đi về con, đi dê đi con, dê thôi đi về đó. Tội quá hả, cũng thương quá hả. Thôi về đi, về đi, đi 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 đồ về chứ đi, đi về nha nha. Hai cái bánh nữa.
Tìm gì nha. Ừ, tìm gì? Tìm như vậy. Ừ. Ừ, nó tìm gì? Một túi hả? Mình đàn ông làm gì vậy? Ừ. Muốn gì mình đàn ông hả? Đàn ông bất trí ông hả? Ừ. Con thích cái gì mình đàn ông? Ừ. Nghe không? Ừ. Sao? Đàn ông dữ ha? Đây đây con, xin tiền ông làm gì đây? Ừ, không? Xin tiền ông à? Ừ, đưa ông lấy tiền trả hả? Xin tiền ông mua gì? Ừ, lấy tiền trả con à? Mua gì đây? Ừ, ông đi mua gì đây? Ông ra tiền đây. Nhắn ông xin tiền ông à? Nhắn ông rất là nổ chút trắng với ông rồi xin tiền ông à? Này ông ra tiền này. Bánh ha. Đây con đi mua đi. Mua đồ nha. Thank you.
sinh viên mới làm gì mà về mặt buồn thiêu lại đúng không? Nắng người đâu vậy con? Ừ?
Đi tìm cái nè. Đi đâu mà sách bây giờ này chưa thấy về không biết. Tìm coi thử đi đâu không biết. Đấy. Đi đâu mà hái đầu quê ra làm gì? Đem ăn à? Hả? Đúng không? Hả? Bây giờ ra đây nằm luôn à? Đúng. 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 Về không? Về cái ông này đi. Về con đây. Về. Đây. Về. Về con đi. Về nha. Đây về cái ông này. Ngắm về. Không về à? Về đi về không thương em quá về này thấy không về đây về không này nha đúng nuôi em nuôi ha tội quá ha tội quá ha. Rồi xuống này ông mua mua ra, đi qua ông mua ra, rồi bán hả? Bán nhiều bao nhiêu? Để con nha. Hai đứa ăn nghe, hai anh em ăn chơi nhau nghe, thích quá thì mua về nuôi tội em quá hả? À, gì? Em tội quá hả? À, gì? Đây con đây đây, đây, à, gì? Tội dữ vậy, thương dữ, ông mà không sao, ông mà lạ gì con, ông nuôi con, bây giờ ông chăm con nghe, rồi con xuống đây. Em trai em ăn nha hỏi em mà hả coi nha em nó đói giờ nó đói không à ở đó người ta không cho ăn sao đói với con đói quá hả hả con đói quá hả con ngồi xuống đây nha con ngồi xuống đây nha ngồi đây con ăn với con chơi nha ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, này đứa con này, đây, đó, đứa con này đây, con ăn đi sợ gì con, sợ à, ăn không sao đâu, ở dưới ông nuôi nha, đi chăm cho không sao đâu, hả, ăn đi con, không sao, ngon.
chơi với em à? Tắm nghe, tắm cho em. Con quen với ông nha, ông chăm con à, con thương thương nghe, sợ với ông, hả con, ông à con, ừ. Em tắm nghe, đây đi, cho nó sạch sẽ nha. Lòng con nghe cô tỏ này tỏ em quá em đi đâu con này ngoan đi ngoan đi con thương em đang thương em nghe âm nuôi con mà không sao không sao con cầm à ba này con anh đi nghe anh nghe anh đi con đây cô con này con này cái này này cho con ăn thưởng bò thuốc bò cho nghe thưởng quá thưởng dữ vậy con bò cho nó bớt nghe con thưởng dữ vậy thưởng quá đã im ăn chăm cho con nghe chăm cho nó bớt nghe tội quá
Trời ơi. Cái này ăn gì mua chuối gì cho con này này. Ố cha. Ăn đi nha. Rồi. Ăn đi. Ăn đút cái con này. Ăn đi con. Này con, này đi. Không sao, không sao. Thank you.
Do do do.
Đi làm gì với em ai? Chơi em à con? Ừ, chơi em à. Không mua thuốc cho em nha. Chơi với em à con? Ừ. Chỗ dữ bay. Ông bồi thuốc cho em cho nó bớt nha, nghe con. Thương hiểu bay, ông bồi thuốc cho con nha. Ông bồi thuốc nha. Ngồi bồi thuốc cho con nha. Nghe con, u tổ, u chà. Ngồi anh em, ngồi bồi thuốc cho con nha. Nghe con. Em tội không? Nghe con. Dùng bồi thuốc cho em này. Rồi xuống rồi. Bồi cho con nó bớt nha. Nghe không? Chơi với em à, giỏi quá à, mấy các em chơi với em à, không, thương quá à, kéo nè, kéo nè, kéo nè, nè, anh ngồi nè, ngồi nè,